Việc chăm sóc trẻ nhỏ là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt là dinh dưỡng, bởi đây là yếu tố nền tảng giúp trẻ có một sức khỏe tốt và phát triển ổn định. Nếu cha mẹ không biết cách bổ sung dinh dưỡng hợp lý, trẻ có thể dẫn tới suy dinh dưỡng, thiếu chất, hoặc ngược lại, bổ sung quá nhiều, không khoa học sẽ dẫn tới thừa cân, béo phì, gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia sẽ chỉ ra những sai lầm phổ biến khi chăm sóc trẻ nhỏ mà các bậc phụ huynh hay mắc. Chúng ta hãy cùng lắng nghe. Cái sai lầm mà các bậc cha mẹ rất hay gặp ở trẻ nhỏ đấy, đầu tiên ấy thì trước đây ấy thì chúng ta thường thấy là cái sai lầm mà phổ biến hay gặp nhất là cho con ăn dặm quá sớm. Nhưng mà ngược lại bây giờ thì lại có những bà mẹ là cho con ăn dặm lại quá muộn. Tôi đã gặp có những trường hợp của những bà mẹ con đến 7, 8 tháng rồi vẫn chỉ cho bú mẹ thôi. Đấy, chúng ta sữa mẹ thì rất là tuyệt vời rồi. Thế nhưng mà từ ngoài 6 tháng trở ra thì sữa mẹ không thể nào mà cung cấp đủ cái nhu cầu dinh dưỡng cho bé nữa. Thế cho nên chúng ta cho ăn quá muộn thì cũng điều đó cũng là hoàn toàn không tốt. Thế chính vì vậy cho nên là cái sai lầm đầu tiên là chúng ta lựa chọn cái thời điểm ăn dặm không đúng. Bây giờ đa số là cho ăn muộn chứ lại không phải là ăn sớm như trước kia nữa. Cái sai lầm thứ hai nữa là khi mà chúng ta cho em bé ăn ấy thì là chúng ta thường ép con ăn. Đấy, ép rất nhiều, bây giờ ai cũng mong muốn là con ăn thật nhiều để cho con lớn các thứ vân vân. Thế chính vì vậy cho nên là nhiều khi là chính cái phương pháp cho con ăn và chúng ta ép bé ăn nhiều thì cũng là một trong nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng biếng ăn của trẻ mà chúng tôi gọi là tình trạng biếng ăn tâm lý, thì ăn bé ăn rất khó chữa. Thế cho nên là tuyệt đối chúng ta không nên ép buộc trẻ ăn. Đấy là một cái sai lầm nữa hay gặp. Thế rồi là một cái sai lầm nữa mà chúng tôi cũng hay thường gặp với các bà mẹ. Ngược lại thì có những cái bà mẹ thì lại ngược ép con ăn rất là nhiều như thế, nhưng ngược lại có những bà mẹ thì lại không hiểu biết được về những cái chất dinh dưỡng cần phải cung cấp cho con ăn hàng ngày, cho nên nhiều khi là cho con ăn thiếu rất là nhiều. Đấy, ví dụ như cái tình trạng thiếu máu, thiếu sắt ở trẻ cũng rất là nhiều chẳng hạn. Thì khi mà hỏi những bà mẹ đó thì các bà mẹ thường lại nói rằng là cháu bé như thế thì không ăn được những cái thực phẩm giàu sắt, ví dụ như không ăn được trứng, không ăn được thịt bò, không ăn được những cái kia, cứ nghĩ là con không ăn được. Thế rồi là nữa là lại không cho dầu mỡ vào trong bữa ăn của trẻ. Đấy, cứ nghĩ rằng là bây giờ chúng ta biết là hiện nay thì người lớn của chúng ta rất sợ thừa cân béo phì, rất nhiều người bị tăng huyết áp, bị tăng rối loạn chuyển hóa lipid đấy. Thế cho nên là trong gia đình, nhất là sống nhiều thế hệ, nhất là có ông bà nữa, ông nhất là các bà bây giờ lại rất sợ là béo, cho nên là thường là kiêng dầu mỡ. Hầu hết, nhất là ở các cái thành phố lớn như Hà Nội chẳng hạn, thì hầu như tôi thấy nhà nào bây giờ cũng dùng cái chảo, cái nồi chiên không dầu để nấu thức ăn. Thế thì khi mà em bé của chúng ta đến cái giai đoạn, nhất là qua cái giai đoạn ăn dặm rồi, đến cái giai đoạn 3-4 tuổi rồi, thì các cháu bắt đầu ăn thức ăn gần giống như của gia đình. Thế nhưng mà lại ăn chung với ăn gia đình như vậy thì lại ông bà hay là bố mẹ lại sợ là mình béo, cho nên là không có cho dầu mỡ thức ăn, thì đương nhiên kiêng luôn được cái dầu mỡ của bé. Cho nên một cái sai lầm bây giờ tôi lại thấy phổ biến nhất là lại không cho dầu mỡ vào trong bữa ăn của bé. Đấy là một cái sai lầm rất lớn, cho nên rất nhiều các bố mẹ đến đây nói là tại sao cháu ăn được rất nhiều như thế nhưng mà cháu lại không thấy cháu lên cân, không thấy cháu lớn, đứng vân vân. Đấy, thế rồi nhiều khi có những cháu là được uống vitamin D rồi nhưng mà sao vẫn cứ còi xương. Đấy thì chúng ta biết là dầu mỡ nó rất là quan trọng, và riêng đối với trẻ em thì cái nhu cầu về chất béo tính theo cái nhu cầu năng lượng khẩu phần ăn thì nó cao hơn rất nhiều so với người lớn. Trẻ có thể phát triển tốt hay không sẽ phụ thuộc vào lượng chất dinh dưỡng được hấp thu chứ không phải là số lượng thức ăn trẻ ăn vào. Do đó cha mẹ cần đặc biệt lưu ý về dinh dưỡng khi chăm sóc trẻ để con mình được phát triển khỏe mạnh.